Đây là bộ HP Retro của mình nuôi một lần như vậy là rất là nhiều luôn đó. Bộ này đang bung có cả sọt luôn nha anh em đó. Ở đây cũng là HP Retro, thì bộ HP Retro này mình xuất số lượng cho khách đó, cho nên mình làm rất là nhiều, tầm 100 cây cho nó. Đây là chuẩn bị mà xuất đi cho anh em, là anh em thấy bộ màu không, bộ đuôi bộ quay dúng dúng nha. Mình cũng nuôi khay vàng luôn, các em nuôi khay vàng nuôi đặc quẹo luôn anh em. Khay thì nó tầm 100-200 là bình thường. Bọn này rất easy thu, thu thì nó lên chậm hơn. Còn này gold mà anh em cứ nuôi khay vàng nó lên vẫy nhanh không, lên màu thấy không. Còn nguyên bầy này là rất e luôn đó. Khu này là mình để dành nuôi cho rất e, còn khu cá giống thì phía dưới này là hàng ri bông tay bướm rồi. Nó ri bông tay bướm mà nói chung là nó gần full lưng hết rồi à, full lưng đúng không, full lưng. Cá này thì mình đa số là có khách nó đặt trước cho nên mình xuất đi cho anh em. Còn này là dòng sọt anh em, nói chung là rất e sọt á, rất e sọt full lưng. Mình chưa có số lượng cho nên mình chưa có lên cho anh em. Còn khu này là khu cá giống, cá giống thì cá full lưng rồi full lưng đỏ bụng thì nó nhiều lắm. Còn dạo bên đây là chiên rất e, rất e si thu mình cũng có. Thì cái trại ba này thì tầm 500 cây, nhưng mà rất e là chủ yếu, cho nên anh em cần rất e thì mình nhiều. Anh em thấy một bầy không, đây là một bầy của mình khi mà trưởng thành đó. Đây cũng vậy nè, bầy này cũng vậy đó, bầy này cũng vậy. Thì dĩ nhiên là bầy này đặc quẹo luôn nè anh em. Cái này full lưng còn super red nhiều lắm. Bộ này nó lên màu gắt lắm anh em, cho nên anh em nào mà lấy cá bên mình rồi thì sẽ biết cái bộ màu của con cá không. Bộ màu con cá nè, để ngoài nắng cho anh em xem.